Hoa đu đủ đực đã được lưu truyền và áp dụng khá phổ biến trong dân gian. Hoa đu đủ đực có vị đắng, không có độc, có tính bình. Loại hoa này được biết đến với khả năng là chống viêm, giảm đau, tiêu sưng rất là hiệu quả. Và hoa đu đủ đực này có thể là giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, đồng thời nâng cao hoạt động của hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Cũng nhờ vậy mà loại hoa này có thể là hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ho, viêm họng, đau rát họng, khàn tiếng, ho gió, ho khan, ho lâu ngày các bác ạ. Các bác lấy cho em cái hoa đu đủ đực tươi này về, các bác rửa sạch, ngâm với mật ong. Sau đó các bác dùng 2-3 lần cho em trên một ngày. Hoặc các bác mang đi phơi khô, nghiền thành bột và ủ với mật ong trong vòng 20 ngày. Sau đó các bác bỏ ra sử dụng cho em ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 thìa các bác ạ. Nó sẽ hỗ trợ các vấn đề về ho gió, ho khan, ho lâu ngày rồi, ho nhiều đờm, nó ho đau tức ngực luôn các bác. Các bác lưu ý cho em là các bác lấy cái hoa đu đủ này là phải lấy cái hoa đu đủ ta mới có tác dụng các bác ạ. Còn hoa đu đủ đực cao sản thì nó không có tác dụng các bác ạ. Mà đi tìm kiếm thì các bác nhớ phân biệt cái hoa đu đủ đực ta, nó chỉ mọc xíu xíu thôi. Còn cái hoa đu đủ đực cao sản, nó mọc chi chít từ gốc trở lên thì nó không có tác dụng, nên các bác đừng lấy làm gì. Nên là các bác nhớ cho em, khi lấy cái hoa đu đủ ta, nó chữa về điều trị viêm họng, đau rát họng, khàn tiếng, ho gió, ho khan, ho lâu ngày, nó rất là nhiều hiệu quả các bác ạ. Nên bác nào mà không tìm kiếm được cái hoa đu đủ đực ta thì đây là cái giải pháp tối ưu cho các bác, cái gói thảo mộc này, và chữa ho, ho gió, ho khan, viêm họng hạt, viêm thanh quản, viêm avidan ạ. Nó giải quyết được tất cả các triệu chứng về ho, nên các bác có thể tham khảo.